Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Vang. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Phú Vang báo cáo kết quả kinh tế xã hội trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định những thành tích mà địa phương đạt được trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Thừa Thiên Huế đối với cả nước, khu vực và quốc tế. Tiếp tục khẳng định Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54 NQTVK của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 NQCP của Chính phủ. Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn, tổ chức vui xuân, đón Tết cổ truyền đảm bảo trang trọng, đầm ấm, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.